Hơn 20 năm đi dạy, sau nhiều lần tăng lương, cô giáo Đoàn Thị Hiền cũng chỉ nhận vỏn vẹn tất cả khoảng 8 triệu đồng một tháng. Với mức lương này, nhiều giáo viên cho rằng thu nhập từ nghề chưa tương xứng với công sức và chật vật trong chi tiêu sinh hoạt gia đình hàng tháng. Rồi với chi phí vì cái xã hội hôm nay, xăng xe rồi là đi lại rồi nói chung là gia đình thì cũng rất phải chi. Xem xét để nâng lương cho giáo viên đúng với cái công việc của họ thì chắc chắn là bọn chị sẽ làm tốt hơn cái việc của mình nữa. Công việc của một giáo viên mầm non đòi hỏi luôn phải đi sớm về tối, lo cho các cháu từ bữa ăn giấc ngủ. Đó là chưa kể những lúc làm giáo án đồ chơi. Đặc thù công việc như vậy nên cô giáo Như Thoa, trường mầm non Thanh Lương, Thanh Trường rất mong chờ chính phủ tăng thêm mức phụ cấp cho đội ngũ giáo viên. Tôi cũng như tất cả các giáo viên là mong rằng là chính phủ sẽ có cái chính sách này là sẽ kịp thời là để là cũng là một cái nguồn động viên cho đối với giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng. Theo thống kê, năm học 2021-2022, cả nước có hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc hoặc chuyển việc ra khỏi ngành giáo dục. Một trong những nguyên nhân vẫn là lương giáo viên chưa đủ để trang trải cuộc sống. Mức lương khởi điểm của giáo viên có hệ số từ 1,86 đến 2,34 theo cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, tương đương với tổng lương từ 3,2 triệu đến hơn 3,9 triệu đồng một tháng. Đối với giáo viên có thâm niên giảng dạy từ 20 năm trở lên, mức lương dao động từ 5 đến 7 triệu đồng. Với mức lương này, việc tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên cần được thực hiện sớm. Trong cái điều kiện kinh tế và dịch bệnh cho nên nhà nước 20 năm nay là không thực hiện tăng lương, cơ bản. Và đồng thời trong cái ngành giáo dục thì cái phụ cấp nên là hiện nay có chủ trương của bộ thì tăng phụ cấp cho giáo viên thì tôi nghĩ đấy là một cái việc làm hết sức đúng đắn. Vì có hai điều kiện trong cái vấn đề giáo viên xin nghỉ thì có vừa áp được công việc nhưng mức lương không tăng. Và so với các ngành nghề khác, lương giáo viên đúng là chỉ có chừng ấy. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ nhà giáo hiện nay cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Thì đối với ngành thì cũng quan điểm thì chúng tôi có mấy cái đề nghị. Cái thứ nhất là đảm bảo định mức giáo viên trên lớp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành. Cái thứ hai là từng bước để thực hiện chế độ cải cách tiền lương cho đội ngũ nhà giáo. Hiện nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có dự thảo trình chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, trong đó đề xuất 8 mức phụ cấp và bậc học mầm non có thể được tăng đến 100% phụ cấp. Việc tăng phụ cấp tuy không giải quyết triệt để khó khăn hiện nay, nhưng được kỳ vọng sẽ giảm bớt làn sóng giáo viên nghỉ việc và là động lực để các giáo viên vững chân trên bục giảng, chuyên tâm với sự nghiệp trồng người.